lời quảng cáo trên mạng xã hội của cơ sở thẩm mỹ về tăng kích cỡ cậu nhỏ, không xâm lấn chỉ trong 60 phút, người đàn ông ở Quảng Ninh quyết định dùng gói VIP 25 triệu đồng. Chia sẻ với bác sĩ Nam Khoa tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh, anh L. 32 tuổi, chú tại thị xã Quảng Yên cho biết anh không hài lòng về cậu nhỏ của mình. Mỗi lần nghe bạn bè bàn về chuyện ấy, anh lại lạc lõng không dám nói. Đặc biệt, sợ vỡ sắp cưới không vui, anh lên mạng xã hội tìm hiểu, anh thấy có một cơ sở thẩm mỹ quảng bá loại công nghệ không xâm lấn, không dùng thuốc mà có thể cải thiện kích thước dương vật nhanh chóng chỉ với 3 triệu đồng một lần thực hiện. Sau khi đến địa chỉ được quảng cáo, người đàn ông quyết định sử dụng gói VIP 25 triệu đồng một lần trong 60 phút. Tuy nhiên, kết quả cậu nhỏ vẫn không thay đổi kích thước. Lo sợ biến chứng, anh lờ tìm bác sĩ Nam Khoa. Theo các thể thuốc, đánh trúng tâm lý sợ can thiệp phẫu thuật của khách hàng, không ít cơ sở dùng chiêu quảng cáo làm to, giải dương vật bằng hút chân không, máy massage, dao bôi trơn chỉ trong một liệu trình, chi phí cho các sản phẩm quảng cáo này thường kèm theo khuyến mại, có thể từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Bác sĩ Nam học Thái Xuân Thủy, khoa quốc tế và điều trị theo yêu cầu bệnh viện bãi cháy cho biết, hiệu quả của các phương pháp này quảng cáo trên mạng không có thực, chỉ là chiêu trò dụ dỗ người trẻ đến để trục lợi. Sau khi đến điều trị, nam giới sẽ được thực hiện một số thủ thuật dùng thuốc bôi, massage, máy hút chân không, nhưng hầu như không có hiệu quả liên quan đến kích cỡ. Sau khi thực hiện, khách hàng không thấy có bất kỳ thay đổi nào, bác sĩ Thủy nói. Do đó, ông khuyên mọi người nên tỉnh táo trước những lời mời chào quảng cáo trên không gian mạng hay những lời dỉ tai chuyển miệng về các biện pháp tăng kích thước cậu nhỏ. Theo vị bác sĩ, hiện nay chỉ có thể kéo dài cậu nhỏ bằng cách phẫu thuật nhưng khá phức tạp, độ bền vững không dài lâu, thực chất là cắt dây trắng mua dương vật. Tuy nhiên, phẫu thuật này mang tính giải quyết tư tưởng là chính, vì bộ phận này không dài thêm mà chỉ lộ phần trước đây bị thụt vào bên trong. Dù vậy, người bệnh sẽ gặp hạn chế về thẩm mỹ và có nguy cơ gặp rủi ro giống như các phẫu thuật thông thường khác, như nhiễm trùng, mất cảm giác hoặc chức năng, thực tế ghi nhận ở nhiều bệnh viện, một số nam giới bị dị ứng, kích ứng sau khi bôi dao tăng kích cỡ, tổn thương tụ máu, sưng phù, hoại tử dương vật sau khi sử dụng máy mất da. Kích thước dương vật của mỗi nam giới khác nhau, chỉ được coi là ngắn nếu lúc cường cứng dưới 8 cm và dưới 4 cm lúc mềm. Hơn nữa, khả năng sinh sản duy trì giống loài của nam giới phụ thuộc vào số lượng và chất lượng tinh trùng chứ không do kích thước quyết định. Trong quan hệ tình dục, kích thước dương vật không phải là yếu tố quyết định mà chủ yếu phụ thuộc vào khả năng duy trì sự cương cứng, thời gian và bí quyết yêu, sự hòa hợp của cặp đôi. Bác sĩ Nam học khuyến cáo việc can thiệp phẫu thuật tăng kích thước dương vật cần được cân nhắc kỹ càng. Nam giới nên cảnh giác trước những quảng cáo và mức giá ưu đãi về thuốc uống, dao bôi hay công nghệ massage tăng kích thước dương vật để tránh bị lừa đảo tiền và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nam giới mắc các bệnh lý nam khoa liên quan đến tình dục và sức khỏe sinh sản có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình cần đến thăm khám tại bệnh viện uy tín để được tư vấn cụ thể